của tôi anh nhớ em không? Em đặng bé hôm bữa chủ nhật anh sửa xe cho em đó anh. Hai con nhỏ kia làm gì á? Làm gì đâu? Buông chồng tôi ra. Buông nè, buông rồi, buông rồi. Buông rồi. Có liền. Cà phê với xì tin 20. Rồi, cảm ơn. Anh Thuận, cho em ly cà phê đá. Không bán mày. Thiếu kỳ hả? Thiếu 70 ngàn chưa trả còn qua kêu nữa. Em đang kẹt quá. Không mấy anh cho em trả góp ngày 2 ngàn được không? Đừng giận mặt nha. Đây là quán cà phê chứ không phải cho gia tiền góp nha. Anh mà không cho em trả góp, em mét cái chuyện hôm qua anh đi gặp gái đẹp ngoài đường với chị Tiên Sa nha. Vậy gì? Mét gì? Uống cà phê hả? Được rồi, để anh vô pha như cũ nha. Dạ như cũ anh Hương ơi. Không có gì, em nói chơi. Nói cho chị nghe nhanh lên. Chị sẽ xóa nợ cho em 70 ngàn cũ. Chị, hôm qua anh nói chuyện với gái ngoài đường. Cái gì? Bóng thương. Chị nó chỉ hỏi đường thôi mà. Cô hỏi đường, bình thường mà, chị cho phép. Ủa, vậy là bình thường hả? Trời ơi, yên tâm đi. Ông chồng chị mà quăng ra đường mà đẹp lụm hết trơn á. Phước đức dữ lắm mới được chị lấy. Nè, nhà có quán nha. Tự nhiên làm tôi tốn 70 ngàn à. Trời anh, chị Tiên Sa chị không có ghen mù quáng gì chị Thùy Linh ha. Anh đúng sướng luôn á. Trời ơi mà... Ông trời ông sinh con gái nhầm ngôi sao xấu. Vợ tôi cũng có thường tôi đó trời ơi. Ê, đúng là anh với chị không có xứng đôi xíu nào ha. Nhìn giống như là ăn cóc như Thiên Nga. Trời ơi. Y chang như cóc ghẻ luôn á. Giờ có cách nào giúp anh không? Có cách nào đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Anh ơi, giờ cái trình độ phẫu thuật thẩm mỹ nó chưa tiên tiến lắm đâu. Nó chưa thay được cái đầu đâu. Nó sát muối vô cõi lòng tôi. Tôi định đi cắt cái đầu tôi, gắn cái đầu anh Bình Minh vô cũng không được luôn hả? Em nói giỡn thôi, em có cách này nè. Cách gì á? Bây giờ anh chỉ muốn chị Tiên Sa ghen với anh thôi đúng không? Vậy làm gì mà phải phẫu thuật mấy trăm triệu gì cho nó mệt vậy? Chứ giờ sao giúp anh đi? Đúng là nhan sắc anh có hạn, như một người thủ đoạn có thừa như em. Mà ra tay thì sẽ đổi ngược tình. Anh ổng hơn hả? Anh thấy em không? Thấy em được không? Em khỏe quá. Thấy em bè không? Quá bè. Trời ơi, nói phải bè danh chứ. Ngày xưa tướng em cũng thuộc dạng người mẫu, nó dân chơi đâu. Có không? Người mẫu đàng hoàng. Nghĩ sao vậy? Người mẫu hả? Người mẫu. Đây nè. Anh sao? Thấy chưa? Giờ già rồi mà nhìn kỹ đi, còn cái khung nha. Cái khung có thấy sao lép hẹp với khung ruột từ đó chơi xuống dưới vậy? Thì còn cái khung không mà mất cái ruột rồi. Trời, vậy cũng nói nữa. Thấy con chuột anh không? Không hề chảy. Có chuột đâu chảy? Đâu có, có mà nó rút vô trong. À, là con chuột nó rút vô trong luôn hả? Hèn chi người ta hay kêu là chuột rút. Bây giờ mới hiểu luôn á. Nó rút vô mà nó chưa chui ra thôi. Rồi chừng nào nó mới chui ra? Không biết. Tào lao nữa. Anh mới chuột tầm bậy nè, chuột em nè, anh nhìn nè. Có chuột nào đâu? Hình như em với anh giống nhau luôn á. Giống còn giống khác một trời vực. Trời ơi, ông mà chuột rút vậy, ông chuột nhắt thì có. Tối à? Thì ấm nhơm nhắt. Tối ngày khoe chuột, khoe sao muối. Chuyên gia coi thường chồng á. Ủa chứ không có gì đẹp để tôi coi trọng không? Sau này hối hận không kịp á nha. Trời ơi, cũng gán chờ à. Mệt. Trời chị thương của anh, chị khen anh quá, chị khen luôn. Sáng nay của lòng em, định mệnh của đời em đây rồi. Anh có biết là em khổ sở lắm mới tìm được anh không? Thấy tụi em tìm anh vậy, anh cũng thương tụi em lắm. Nhưng mà nói nghe nè, mai mốt lên tìm anh chỉ cần khổ, cứ tới đây là gặp anh liền, hiểu không? Trời, nhìn cái miệng kìa. Trời ơi, dễ thương.
để thiệt. Nói là khoe tụi em chứ ba má anh đẻ anh ra có cái mỏ là dễ thương nhất. Cái gì vậy ông nội? Ai khen ông đâu? Ông bị khùng quá à. Khen anh thôi kìa. Na đi lẹ đi. Đi đây. Trời ơi. Nó phủ phạt thấy ớn không? Anh có nhớ cái lần đầu tiên mà anh gặp em không? Anh chỉ đường cho em á. Cái vẻ tốt bụng của anh á làm cho em sao xuyến. Trời ơi, y như tí xét ái tình vậy đó. Anh đồng ý hẹn hò với em nha. Không, ảnh là của tôi. Tôi, của tôi anh. Anh nhớ em không? Em đặng bé hôm bữa chủ nhật anh sửa xe này, này, em này, đó. Anh, hai con nhỏ kia làm gì á? Làm gì đâu? Buông chồng tôi ra. Buông nè, buông rồi, buông rồi. Buông rồi. Đi đi đi. Hai em phải bình tĩnh. Thật sự có rất nhiều người phụ nữ đến với anh mỗi ngày. Không thể nào anh nhớ từng người. Cứ từ từ anh xếp lịch ha. Nhưng mà em dễ thương mà. Anh nói hôm nay là anh dành cho em mà. Nhiều người đẹp hơn em nữa kìa. Anh hứa nè, anh chở em đi shopping mà. Đúng rồi anh. Tất cả phải từ từ. Cái gì vậy? Hai cái con hồ ly này ban ngày ban mặt dám quyến rũ chồng của bà hả? Có biết không? Em thấy chưa? Mệt lắm phòng. Để massage cho nha. Ê, ê, anh Mộng Thường. Mộng Thường đẹp trai. Coi giùm em cái xe đi. Nó không có nổ nữa. Bị gì vậy? Không biết nữa. Chồng. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Tội nghiệp mưa gió. Tội nghiệp gì tội nghiệp. Em gọi điện thoại cho chồng em ra đây phụ em đi. Chồng chị bữa nay không có làm gì hết trơn á nha. Chồng em đi công chuyện rồi. Chuyện sao vậy? Trong mắt em chồng em là đẹp nhất rồi. Chị ghen với em chi? Anh coi giùm em đi anh. Ủa em, trong mắt của chị á, chồng của chị không đẹp nhưng mà được cái tốt bụng. Lỡ giúp em cái em say nắng giống mấy con hồ ly tinh kia rồi sao? Nha, thông cảm nha. Ngồi xuống trong. Trời đất ơi, nay chú lộn thuốc hả? Không cho giúp thôi, tôi đi kiếm người khác. Chồng thấy ghê. Trời ơi, ê, nói gì mày? Nhỏ riết hổ màu à. Thôi kệ người ta, người ta đi rồi thôi đi. Ngồi đi em. Uống trà đi chồng. Rồi, nay anh chị tình tứ dữ vậy? Bình thường thôi. Cho em ly cà phê đá đi. Nghe người ta nói gì không? Kêu ly cà phê đá kìa, ngồi ngồi hoài. Nghe gọi, để vô làm nè. Nhưng mà ông có bán thiếu gì đâu, ông có trả góp đâu nha. Uống phải trả tiền liền nha. Chị yên tâm, em đã trả trước cho anh một tháng rồi. Ủa, trả trước một tháng là sao chồng? Trả trước một tháng rồi, làm ly cà phê đi, đừng hỏi nhiều. Trời ơi, hai con hồ ly này còn dám tới đây nữa hả? Bình tĩnh. Chị tưởng á là tụi tôi mê chồng của chị á hả? Chính chồng của chị á kêu tụi tôi đóng kịch để chọc tức chị, rồi sau đó trả cho tụi tôi mỗi người là 300 ngàn á. Đúng rồi đó, bây giờ không có tiền trả rồi còn bày đặt trả góp mỗi ngày 10 ngàn nữa. Bày đặt làm sói ca, không có tiền á thì đừng có mơ mộng nghe chưa. Mày đặt ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng sắc đẹp, tao không có tiền rồi thì đừng bao giờ mướn người ta nữa chứ. Hai cô nói chuyện đàng hoàng nha. Tiền của tôi giao cho hàng thiên tài, giao đủ cho hai cô rồi nha. Làm gì có đồng nào? Không có. Nó nè, cô nói chuyện với nó đi. Vậy là anh dám chặn tiền tụi tôi đúng không? Cũng anh có. Anh tụi tôi. Anh nghe. Trời, trả anh. Trả cái ghế đây, hai con hồ ly. Cái thằng á. Mỏng lớn. Cái thằng Ông dám lấy tiền của tôi, ông mướn hai con hồ ly đó đóng kịch trước mặt tôi. Rồi bây giờ tôi còn bị mất một cái ghế nữa. Kỳ này tôi chôn chết. Khoan. Ê, Thiên Tài, mày đứng lại đi. Đứng lại. Mỏng lớn. Đứng lại. Bởi tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vừa la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy.